Kính chào tất cả quý vị và các bạn của anh em đam mê âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã truy cập được kênh YouTube của Quang Minh Audio. Quý vị và các bạn thân mến, clip hôm nay Quang Minh Audio giới thiệu cho anh em cái dây loa Maxitoc của bãi Mỹ. Và nói về Maxitoc thì quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, một trong những dây loa từ Mỹ và dòng dây chất lượng cao. Maxitoc thì Quang Minh Audio cũng khai thác được rất nhiều cái dòng dây loa hoặc những dòng dây tín hiệu dây AV hai đầu AV hoặc những dòng dây Calon, dây cân bằng ba đăng ấy. Calon hai đầu được cái của Maxitoc, và có những clip trước cũng giới thiệu rất là kỹ cho anh em. Quý vị và các bạn của anh em có nhu cầu thay thế dây loa cũ của anh em hoặc anh em nâng cấp lên những cặp dây loa mới, chất âm của bộ dàn âm thanh của anh em nó được cải thiện hơn. Dây loa Maxitoc này thì con mình sẽ có những bộ mà thành phẩm như này, anh em yêu cầu sẽ DIY cho anh em. Những cái không gắn đầu jack thì anh em có gài trực tiếp vào âm ly hoặc cầu loa, và những cái bộ mà có DIY đầy đủ đầu jack cho anh em. Đầu jack thì có rất nhiều loại, bắp chuối này, bắp chuối thì có bắp chuối thường và bắp chuối chống dập, bắp chuối carbon này, hoặc là mỏ chim này, mỏ quạ này, hoặc là càng cua đều có. Và sẽ có những cái bộ mà hoàn thiện theo yêu cầu của anh em, có những cái bộ mà hoàn thiện có cả chặn đồng Maxitoc rồi. Đây là dòng dây Maxitoc, cái màu xanh đặc trưng, không phải là dòng nào cũng có anh em nhé. Dòng dây màu xanh đặc trưng này, cốt dây là khá là lớn, để so với ngón tay cái rồi anh em thấy được cái cốt dây của Maxitoc rất là lớn. Trên dây thì sẽ có đầy đủ thông số, đặc biệt là dây Maxitoc này chống nhiễu một chiều theo chiều mũi tên anh em nhé. Anh em sử dụng cái dòng dây Maxitoc này lên sử dụng theo cái chiều mũi tên này để đạt được những cái hiệu quả cao nhất. Anh em nhìn theo chiều mũi tên Maxitoc. Cáp speaker made in USA, anh theo chiều mũi tên hàng bãi Mỹ xịn anh em nhé. Màu xanh đặc trưng, lõi rất là lớn, khá lớn, chắc chắn anh em. Cái lớp vỏ ngoài này anh em thấy được cái lõi phía trong rất là dày, anh em cũng có thể về tự tay mình DIY đều được, anh em dùng dao. Nếu anh em nào yêu cầu cắt mét thì tôi sẽ cắt mét chuyển về cho anh em. Anh em cần bao mét, ví dụ cần 5 mét về chia đôi bộ 2,5 mét cũng được, hoặc là 4 mét, hoặc là theo cái chiều dài khoảng cách từ loa âm ly hoặc trong cái bộ dàn âm thanh của anh em. Đó, để cái lớp vỏ ngoài rất là dày này nhá, cứng lắm, dày. Đây lớp vỏ, đây một lớp giấy chống ẩm anh em này. Còn một lớp giấy chống ẩm cắt này. Giấy chống ẩm này. Mà phía trong này là bốn lỗi dẫn, và xen kẽ bốn lỗi dẫn là có những cái sợi dù, sợi vải dù này chống đứt đi kèm luôn, kèm bó dọc theo chiều dây. Cắt bốn lỗi dẫn với bốn màu riêng biệt này, xanh, đỏ, đen, trắng, lõi khá lớn ra để anh em thấy được cái lõi phía trong. Nhấc cái lớp vỏ ngoài luôn này. Anh em thấy không? Lõi đồng rất là tươi mềm, rất nhiều sợi tươi mềm này, và mỗi một lõi này là gồm nhiều sợi đồng, nhiều sợi đồng tươi mềm này, và đan xen giữa những sợi đồng tươi mềm này là có một cái sợi đồng trục mạ bạc như này. Đấy, anh em nhé, đồng trục mạ bạc này. Đấy. Cái dòng dây Maxitoc để bát này trầm nó rất là sâu, cái giải chép và giải trung cũng được thể hiện rất là tốt anh em nhé. Maxitoc nó sẽ mang đến cho anh em chất là đều cả ba giải bát trung chép đều giải. Cái bộ DIY cho anh em rồi sẽ xoắn đỏ và xanh vào một, đen và trắng vào một, sẽ bọc thêm cái co nhiệt co trong suốt vào đây cho anh em nữa để anh em thấy được cái cốt dây phía trong bốn lỗi dẫn. Ngoài ra anh em là chơi đi BY anh em có thể đánh bốn lỗi dẫn con mét dài 190.000 một mét, ví dụ như bộ 2,5 mét là tổng 5 mét chỉ có 950.000, mà anh em còn có yêu cầu thì tôi sẽ làm hoàn thiện đầy đủ cho anh em, co nhiệt, bọc co nhiệt, chia đỏ đen âm dương này cho anh em. Đấy, để anh em là anh em không cần đầu jack thì sẽ để đầu cốt dây này để về anh em gài vào thiết bị, còn anh em nào cần đầu jack thì sẽ tùy theo yêu cầu thì tôi sẽ DIY đầu jack cho anh em, ví dụ như bắp chuối hoặc mỏ chim bằng đồng như này. Đấy, bắp chuối hoặc mỏ chim hoặc càng cua bằng đồng này thì chỉ có 25.000 một chiếc. Đấy, đây là mỏ chim mỏ quạ 25.000 một chiếc, bắp chuối này bộ 8 chiếc thì là 200.000. Đó, và cái dòng bắp chuối carbon này thì đắt hơn, thì là 80.000 một chiếc. Đấy, 8 chiếc một bộ, 8 chiếc thì đó là 640.000. Và chặn đồng thì cứ 100.000 một đồng, chặn đồng của Maxitoc anh em nhé. Chặn đồng này 100.000 một chiếc, một bộ 4 chiếc này là 400.000 của Maxitoc. Tính ra một bộ 2,5 mét mà phun đầu bắp chuối thường thì nó là 1.150.000. Đấy, mà thêm chặn đồng là 1.550.000. Đó, anh em mà yêu cầu cần bao nhiêu mét thì anh em có thể yêu cầu Quang Minh cắt mét và DIY cho anh em tùy theo bộ dài ngắn khác nhau, và có chặn đầu hoặc không chặn đầu, một có đầu rắc hoặc không đầu rắc. Mọi thông tin quý vị và các bạn của anh em có thể liên hệ với Quang Minh Audio theo số điện thoại 0944 737 321. Anh em trong Sài Gòn có thể qua trực tiếp cửa hàng ở quận 7, Hà Nội, quận Đống Đa và quận Hoàng Mai. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi video của Quang Minh Audio. Quang Minh xin phép dừng video tại đây. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để ủng hộ Quang Minh Audio. Một lần nữa xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn của anh em trong những video clip kế tiếp.